Cô không nên yêu anh Dương Quách Vàng Giả này đâu. Tôi không thích ai quản thúc tôi. Tôi đã làm gì tôi tự biết. Cái anh Dương Quách Vàng Giả này, chỉ có giết anh ta tôi mới hưởng được những ngày hạnh phúc. Cô điên rồi sao? Cô nói tôi điên. Thật ra cô đã thay lòng. Dương Bách Dạng đánh cô, tôi đã trả thù cho cô, tôi đã giết chết nó. Cô đã giết Bách Dạng rồi sao? Tôi còn giết luôn Lâm Đại Nhạc. Cô tưởng là tôi không biết sao? Nó chụp ảnh lõa lộ của cô và tôi để làm tiền cô. Loại người như nó, chỉ có giết nó mới không uy hiếp đến mình. Thì ra tất cả đều do cô làm. Tại sao? Tất cả những việc tôi làm hoàn toàn là vì cô. Bây giờ tôi đi giết anh ta. Tôi không cho cô giết ảnh. Cô đã yêu thằng khốn nào đó.